Hi, xin chào các bạn. Gối đỡ trục hay còn gọi là gối đỡ vòng bi của chúng ta, nó được xem là một cái phụ kiện không thể thiếu trong các ứng dụng cơ khí công nghiệp ngày nay. Thì gối đỡ trục hay còn gọi là gối đỡ vòng bi của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều loại và nhiều dạng khác nhau. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái điều cơ bản về gối đỡ của chúng ta. Mời các bạn cùng đón xem video nhé. Như các bạn cũng có thể thấy, ở đây có rất là nhiều dạng gối đỡ trục hình dạng khác nhau. Ở đây như một kiểu như thế này, và ở đây sẽ có một cái kiểu dáng như thế này. Thì về cơ bản, gối đỡ của chúng ta thì các bạn sẽ được thấy là với cái bên ngoài nó sẽ có một cái phần gối đỡ, cái vòng bi ở bên trong như thế này. Thì cái phần gối đỡ trục của chúng ta nó sẽ hỗ trợ cho trục chuyển động trong máy móc. Các bạn có thể hình dung như thế này, hai cái gối đỡ của chúng ta như thế này, và cái trục ở giữa thì nó sẽ chuyển động, thì nó sẽ xoay cái này. Cấu tạo của gối đỡ của chúng ta thì các bạn có thể thấy là ở bên trong nó sẽ có một cái vòng bi, và bên ngoài như thế này nó sẽ có một cái phần gối đỡ, cái vòng bi ở bên trong ha. Và nó sẽ có những cái vị trí để chúng ta lắp đặt vào trong máy móc. Thì về cái chất liệu của cái vỏ gối đỡ này, như các bạn có thể thấy, mình ở đây mình đang chuẩn bị cho các bạn xem ba cái loại. Thì ở đây thứ nhất, loại này nó là một dạng gối đỡ trục, nhưng mà cái vỏ của nó thì các bạn sẽ thấy nó là bằng nhựa hay các bạn ha. Chất liệu của nó bằng nhựa. Và cái thứ hai nữa là cái gối đỡ này, trục này, thì nó sẽ có cái chất liệu là bằng inox. Các bạn có thể thấy là cái phần vỏ bên ngoài của nó là inox ha. Đó, như thế này. Và cái dạng thứ ba của chúng ta thì các bạn có thể thấy là với cái chất liệu này nó sẽ là bằng gang. Ngoài những cái kiểu dáng đa dạng để nó hỗ trợ trong các máy móc công nghiệp của chúng ta, ngoài ra về cái chất liệu của nó thì cũng sẽ có ba loại: bằng inox, bằng nhựa và bằng gang. Còn về cấu tạo của một cái gối đỡ trục thì các bạn sẽ thấy nè, thì tại cái phần màu xanh này thì các bạn thấy đây chính là cái vỏ của cái gối đỡ, và bên trong đây là cái vòng bi. Thì các bạn sẽ thấy ở bên ngoài cái gối đỡ của chúng ta nè, phần vỏ thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái nút. Thì cái đây chính là cái nút để giúp chúng ta tra mở vào bên trong. Và trên cái vỏ này thì các bạn sẽ thấy được cái mã của gối đỡ nó tại cái vị trí như thế này. Chúng ta biết được cái gối đỡ này nó là mã gì ha. Và cái thứ hai nữa là về bên trong thì các bạn sẽ thấy tại cái vị trí vòng bi của chúng ta ha. Thì đây, ở trên đây nó sẽ có hai cái phần ốc. Thì với cái ốc này sẽ là ốc chống xoay các bạn ha. Đó. Và cái phần nhựa đen ở trong này các bạn sẽ thấy nó là một cái phần nắp chặn của cái vòng bi, để nó ngăn chặn cái bụi bẩn vào bên trong cái vòng bi của chúng ta. Thì về cấu tạo thì với cái sản phẩm gối đỡ trục hay còn gọi là gối đỡ vòng bi thì nó sẽ có cấu tạo rất là đơn giản, và nó là một cái thiết bị nhỏ trong ngành công nghiệp của chúng ta, nhưng nó là một cái sản phẩm không thể thiếu trong việc hỗ trợ vận hành của máy móc. Và các bạn sẽ thấy được gối đỡ này nó được ứng dụng rất là nhiều trong những cái ứng dụng cụ thể như là băng tải hoặc là dây chuyền tự động hóa, và một số cái hệ thống chuyển động trong lĩnh vực gỗ và các loại máy cắt hay là máy CNC. Thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái sản phẩm này được vận dụng vào trong những ứng dụng đó. Và ngoài ra nhiều ứng dụng khác sử dụng đến cái sản phẩm gối đỡ trục của chúng ta hay còn gọi là gối đỡ vòng bi. Tuy nó là một cái sản phẩm nhỏ và có cái cấu tạo đơn giản, nhưng mà nó là một cái sản phẩm không thể thiếu trong các ứng dụng máy móc. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về những cái thông tin cơ bản của gối đỡ trục hay còn gọi là gối đỡ vòng bi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về sản phẩm gối đỡ trục hay còn gọi là gối đỡ vòng bi chi tiết hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.